Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng để mạnh ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, giúp người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm tốt, thân thiện với môi trường của những doanh nghiệp có uy tín, tích cực tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Để bảo vệ người tiêu dùng trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã chủ động triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh, kiểm tra liên ngành theo từng chuyên đề, lĩnh vực cụ thể để chủ động phòng ngừa tấn công, răn đe tội phạm, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh.